Đây nó sẽ chạy, cháu sẽ chạy trước cho bác là lắp cái bộ cân bằng nhá. Thì nó sẽ không lắp bộ cân bằng để bác xem độ sâu của nó nhá. Em được. Này bác, bác vào số này. Được chưa? Bác tăng ga lên nhá. Đây để mình bóp chạy. Con đi rồi. Anh quay cho em nhá. Nó cứ đúng chiều chốt, mình dễ chút.
Rồi em xin. Rồi em quay. Thì bây giờ là đấy các bác nhìn nha, đất này, đất này, đất này đóng bầu luôn được này. Rất sâu đấy, mình vừa mới ngoánh ở đây đấy, rất là sâu nhá. Đây là giao khu vực ở Tân Yên Bắc Giang. Bác làm đi bác ơi, bác làm đi. Đây nhà em hướng dẫn nhá. Đây đang là số 1 để đánh cơ đất. Anh chưa quen đi số 1 thôi. Sau khi anh chạy một vòng rồi, anh đi vòng số 2 rồi, anh bay lên khỏe hơn đúng không ạ? Tốc độ quay nhanh hơn thì anh tăng ga này, tăng ga lên trước này. Đấy. Khi mà anh tăng ga, anh chạy, anh bóp nó sẽ chạy. Anh muốn nó làm đất sâu thì anh tì xuống, càng tì nó càng làm đất sâu. Thế anh muốn khi anh chạy quen rồi thì anh tăng ga lên, nó sẽ phi nhanh hơn, khỏe hơn đúng không? Giờ mới đầu mình tăng lên một chút này. Đấy, anh bóp côn đi, anh tì xuống. Đấy, tì xuống, đấy thấy không? Đấy, khi anh quen rồi anh tăng ga lên cho em cho nó khỏe nhá. Rồi bắt đầu tì xuống, anh tì xuống tì cho nó bám đất đấy. Anh chưa quen đúng không, từ từ nhá, cứ làm dần dần. Anh làm đúng một lượt, cái lượt sau anh làm nó ngon ngay luôn. Bây giờ tăng ga lên cho nó khỏe anh ạ. Đấy rồi, đấy, sướng hơn. Chẳng em du thế. Chạy mà như mày khác, bác cháu mình sao đừng nói chuyện với nhau mày được, ấm mầm mầm là đúng không? Ây à, chạy kinh nhê. Đấy, anh quay đầu đi, anh quay đầu. Vừa ga vừa quay đầu, tì xuống quay, ấn xuống. Đấy, đúng chưa? Bây giờ anh chạy số 2 nhá. Rồi anh nhặt côn ra cho em. Anh vào số 2 cho em. Đấy, vào số 2 là số ở giữa đây. Chạy bên này. Đây số mo. Đấy, số 2 đấy. Đây là số khỏe hơn. Đấy, tăng lên một chút. Đấy, anh bóp. Đấy chưa? Đấy chưa? Anh muốn khỏe hơn mới ga lên nữa, đấy chưa? Đấy, xuống chưa? Quay rất sát nhá. Hôm nay được quay cẩn thận rồi. Cái này rất là. Quay đầu luôn anh, quay ra bên này luôn. Đấy. Quay đầu luôn anh, quay luôn. Quay bên trái. Rồi ok, quay đầu cho em.
giảm ga cho em, giảm hết cỡ luôn, hết luôn, êm ru luôn. Đấy, máy mà đang chạy nhá, bác giảm ga phát luôn mà nó êm ru là chuẩn. Còn giảm cái mà gà mình vừa ga hết cỡ mình giảm phát kêu réo mầm lên cái là có vấn đề. Đấy, cách chọn máy là như thế. Đây là máy Fuji Japan FZ601 7HP chuẩn nhá, mình đang giao ở Tân Yên, Bắc Giang. Các bác liên hệ mua thì liên hệ với em số điện thoại 0988824137 hoặc số 0888801876 nhá. Bên em trưng bày sản phẩm ở 335 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội. Các bác nhìn máy thì thấy thôi, rất là chuẩn. Tiền nào thì của đấy. Mua bỏ đúng số tiền, mua đúng cái sản phẩm chuẩn mới là thích, chứ còn bỏ số tiền đắt nhưng mà lại mua sản phẩm không chuẩn thì không thích đâu. Đấy. Bác làm đi, bác chạy đi. Chạy đi cho nó quen chứ ạ. Đấy, bác chỉ quay đầu, dễ quay đầu thôi, rất là đơn giản. Đấy, thích không? Đấy, chuẩn nó khác luôn. Cái đất này khi đóng bầu luôn nha anh nhở. Nghịch thật đấy. Nghịch đấy. Đấy, khi mà anh quen nhá, anh chạy một tay, anh cầm cái đấy, cứ dậy một tay anh đi thôi, tay tì xuống là xong thôi, vì nó rất là cân bằng mà. Nhẹ nhàng lắm bác ạ. Ông vừa mua trâu bao tiền? Đất bác cứng hơn thì thích hơn nhiều. Trâu này đó. Đấy, như cái vườn này, ruộng này nhá. Bác ơi, bác à, cái ruộng này bác chỉ cần lấy bánh lồng bác chạy là xong. Cái gì như cái ruộng nó còn luống cái con... Đâu à? Phân gì à? Trên người vẫn còn luống. Phân luống thì dùng dàn sới sới. Dàn này sới luôn. Sau đó bác dùng bánh lồng. Khi nào có nước thì mới dùng bánh lồng, không có nước thì thôi. Màu chỉ bánh. Có cả bánh lồng luôn. Rồi bây giờ là mình sẽ chạy phát cuối cùng. Quả này nhấc cái bánh này lên để không chạy. Mày về đi Hà Nội à? Cho nó ăn cực sâu nhá. Mày về mày đi Hà Nội à? Để nhờ khách quay hộ này. Vận hành rất đơn giản này. Này không phải máy bật, kẹp chân này. Bật lên cái này. Gạt gió về này. Đổ luôn. Đóng lại. Êm cực kỳ luôn. Không nhỏ tí. Mua anh ơi, để phải hút ta đã. Quay đây. Ok các bác nha. Đấy, muốn mua hàng chuẩn thì liên hệ với em. Đấy, máy vừa ga hết cỡ xong cái nhỏ phát luôn về găng ti luôn, chứ không có kiểu rúa mầm như các máy khác.